Xin chào mọi người. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta tạo cái thẻ Mastercard trong Viettelpay. Thì trong video trước mình đã hướng dẫn các bạn cái cách tạo tài khoản trên Viettelpay rồi và cái cách xác minh tài khoản trên Viettelpay. Thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta tạo một cái thẻ Mastercard. Thì cái thẻ Mastercard là một cái thẻ mà giúp các bạn có thể thanh toán quốc tế. Thì với cái thẻ này thì các bạn có thể liên kết với tài khoản PayPal và các bạn có thể xác minh ha, các bạn xác minh tài khoản dùng để xác minh tài khoản PayPal cũng được các bạn, hoặc các bạn dùng để thanh toán một số dịch vụ ở nước ngoài mà người ta yêu cầu các bạn cung cấp cái thẻ Mastercard. Thì qua sử dụng thì tôi thấy cái tính năng của cái thẻ Mastercard của Viettelpay khá là hữu dụng các bạn, nên tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để tạo một cái thẻ Mastercard trên Viettelpay mà các bạn không cần phải ra ngân hàng Viettelpay hả. Các bạn không phải cần ra ngân hàng hoặc các bạn không cần phải đến cái điểm Viettelpay để các bạn đăng ký ha. Các bạn chỉ cần đăng ký online là được rồi đó. Thì đầu tiên các bạn hãy xem lại cái video bên trước, tôi để dưới bên phần bình luận trong cái phần mô tả ha, về cái video hướng dẫn cài đặt cái ứng dụng Viettelpay. Rồi sau khi các bạn cài đặt ứng dụng Viettelpay Sale thì các bạn hãy khởi động ứng dụng Viettelpay lên à, đây là ứng dụng Viettelpay nè các bạn, bạn khởi động ứng dụng này lên. Ok, khi các bạn mở Viettelpay lên thì các bạn hãy đăng nhập vào tài khoản mà trước đây các bạn đã đăng ký à. Sau khi đăng nhập vào tài khoản thì các bạn sẽ thấy giao diện chính của Viettelpay. Thì trong giao diện chính này các bạn hãy kích vào cái phần cá nhân, rồi sau đó các bạn tìm cái mục có tên là thẻ, rồi trong mục thẻ này nó sẽ có hai loại thẻ, đó là thẻ Viettelpay và cái thẻ Mastercard. Thì cái thẻ Viettelpay là cái loại thẻ mà nó giống như cái loại thẻ ngân hàng mà chúng ta thường hay dùng, tức là thẻ nội địa. Thì khi các bạn đăng ký cái thẻ này thì Viettelpay nó sẽ phát hành cho bạn một cái thẻ nội địa để các bạn dùng để thanh toán giống như các ngân hàng khác. Các bạn muốn tạo thẻ Mastercard thì các bạn vào thẻ Mastercard à. Thì khi các bạn đăng ký thẻ Mastercard của Viettelpay thì các bạn sẽ mất phí ban đầu đó là 22.000 đồng. Thì 22.000 đồng này là khoảng 1 đô la thôi các bạn, không có nhiều à. Thì trước khi đăng ký cái thẻ Mastercard thì bảo đảm trong tài khoản của bạn phải có ít nhất 22.000 Việt Nam đồng để các bạn mở được cái tài khoản Viettelpay. Thì ở đây các bạn phải đọc được, các bạn phải đọc trước các điều khoản khi mà các bạn tạo thẻ Mastercard này. Các bạn có thể kích vào chữ tại đây để các bạn xem cái thẻ Mastercard Viettelpay là gì, nó sẽ giới thiệu về cái thẻ Mastercard Viettelpay và những cái đặc biệt, những cái ưu điểm của cái thẻ này cho các bạn. Thì những thông tin này cũng không cần thiết đâu các bạn, cũng không cần thiết. Thì các bạn nhấn vào chữ đăng ký ngay ha. Lúc này các bạn nhấn vào chữ đăng ký phát hành thẻ và các bạn hãy nhập mật khẩu của Viettelpay. Đó, các bạn nhập khẩu Viettelpay, sau đó nó sẽ gửi được các bạn một cái mã OTP và các bạn hãy nhập cái mã OTP này vào. Sau khi nhập, các bạn hãy nhấn nút gửi. Đó, các bạn hãy nhấn nút gửi. Đó, hãy nhấn nút gửi. Thì lúc này cái thẻ Mastercard của Viettelpay nó sẽ tự động tạo cho bạn. À, nó sẽ tự động tạo cho bạn. Thì một cái thông báo nó xuất hiện là nó yêu cầu các bạn là hãy giữ an toàn bảo mật của cái loại thẻ này à, bảo mật của loại thẻ này vì cái thẻ này nó khá là quan trọng các bạn, cái thẻ này nó dùng để thanh toán quốc tế à. Rồi ok, sau khi mà các bạn xác thực xong thì các bạn sẽ thấy cái số thẻ của Viettelpay nó xuất hiện trên cái ứng dụng Viettelpay của chúng ta, cái thẻ Mastercard nó sẽ xuất hiện trên Viettelpay của chúng ta, bao gồm những con số được cung cấp và những con số này các bạn phải đảm bảo an toàn bảo mật. Đó.
Và các bạn muốn xem chi tiết thông tin thì các bạn nhấn vào biểu tượng khóa của thẻ, sau đó các bạn nhập mật khẩu của ứng dụng thì các bạn mới xem được thông tin của cái thẻ này. Cuối cùng không có gì hơn, chúc các bạn tạo được một cái thẻ Mastercard Viettelbank. Nếu các bạn thấy video có ích thì có thể like và chia sẻ giúp tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác.